thiệu với mọi người một loại thuốc diệt ruồi có tên là Tisam. Tisam này là của Mỹ nha mọi người. Em sẽ quay sát để cho mọi người xem kỹ sản phẩm nha. Đây là thuốc diệt ruồi Tisam, sản xuất tại Mỹ. Một hộp như vậy là được 10 gói, mỗi gói là 20g. Công dụng của thuốc diệt ruồi này là dẫn dụ nhanh, hạ gục nhanh và hiệu lực kéo dài. Diệt ruồi rất là hiệu quả tại vì là phụ gia dẫn dụ của nó là 100%, không phải là hóa chất nên là mọi người hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thì cách sử dụng của thuốc diệt ruồi Tisam này, mọi người cho ra một cái, cho thuốc ra một cái đĩa. Mọi người sẽ cái gói này ra, cho ra một cái đĩa. Sau đó là mọi người cho một muỗng cà phê đường với lại một muỗng xíu nước, quậy sệt. Và mọi người đặt những cái chỗ mà thường có nhiều ruồi. Hoặc chúng ta có một cách sử dụng nữa là chúng ta pha với nước và xịt tất cả những khu vực nào có ruồi cũng được. Hai cách nào cũng được, cũng đều là có hiệu quả nha mọi người. Thuốc diệt ruồi này là thuộc dạng cao cấp nhất của công ty bên em phân phối rồi. Giá thành hơi cao một chút nhưng mà sử dụng rất là an toàn với lại là hiệu quả cực kỳ. Mọi người nhìn kỹ thương hiệu Tisam nè. Chế phẩm diệt côn trùng dùng trong y tế và gia dụng. Một gói như này là được 20g. Có mã để mọi người check luôn nha mọi người. Hàng này là sản xuất tại Mỹ và được công ty cổ phần Thiên Nam của Việt Nam nhập và phân phối tại Việt Nam. Bên trong nó là dạng bột hạt hạt giống như hạt nêm á, nhưng mà cái màu nó hơi nhạt hơn màu hạt nêm một xíu nha mọi người. Cái loại này được rất là nhiều lượt mua trên tất cả các sàn điện tử của em như là Lazada nè, Shopee, Sen Đỏ nè, được khá là nhiều khách hàng đánh giá tốt về sản phẩm này. Mọi người đang phân vân không biết thuốc diệt ruồi nào hiệu quả thì hãy thử dùng thuốc diệt ruồi hiệu Tisam này. Em đảm bảo với mọi người là sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Cái quy cách của loại thuốc diệt ruồi Tisam này là nó có dạng gói 20g như thế này, với lại là cái dạng hũ. Dạng hũ của nó là 400g. Em quay clip nên là em chỉ đứng ngay chỗ cái tủ thuốc trưng bày thôi. Còn hàng là bên em chất trên kho rất là nhiều. Hàng bên em lúc nào cũng có sẵn nên mọi người chỉ cần alo là bên em sẽ có hàng sẵn và ship ngay cho mọi người nha. Bên em có làm, có nhận làm dịch vụ diệt ruồi bụi kiến gián tại nhà, diệt mối tại nhà nữa. Nên là mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp bên em nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video lần sau. Em sẽ giới thiệu tất cả những sản phẩm của bên em đang phân phối rất là nhiều. Sẽ còn rất là nhiều video nữa. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh của em nha, để theo dõi tất cả những clip mà em quay để giới thiệu sản phẩm bên em đang phân phối. Xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.